Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với TechMilly Channel. Video này là phần 2 của series tạo blog cho dev. Và ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người deploy cái trang mà hôm trước chúng ta đã cùng nhau cài đặt. Ok, let's go. Bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt trên Netlify, trên Vercel. Thì đầu tiên là Netlify. Cái trang của chúng ta cần vào đó là netlify.com. Ở đây chúng ta có login. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta là rất là nhiều lựa chọn. Nếu những bạn để code ở đâu thì chúng ta sẽ login tương ứng để chúng ta có thể import project để mà deploy nó. Như mình thì mình để ở trong GitHub chẳng hạn, thì mình sẽ chọn là login với GitHub. Nếu như mà lần đầu thì chúng ta sẽ cần authorize nó. Còn mình đã login rồi nên nó vào thẳng cái trang này luôn. Đó, thì đến ngay phần trang chủ này nó sẽ có một cái phần là import cái project đã tồn tại. Thì chúng ta sẽ import từ git, cụ thể đây là GitHub. Rồi ok, accept này. Rồi, nó đã thành công rồi. Thì ví dụ như mình chọn là cái TechMilly. Nếu như mà của cá nhân thì bạn chọn cá nhân của mọi người nhé. Blog. Đây. Đó. Rồi, nó cho chúng ta chọn brand nào. Thì bạn có thể chọn là brand main hay develop gì đấy. Ở đây thì hiện tại đang có main thôi. Rồi lệnh là run build này. Đây nó tự recommend luôn là lệnh là run build. Và cái directory public, tức là khi mà chúng ta dặn chạy cái lệnh run build này thì thằng next.js nó sẽ sinh ra một cái folder là .next. Và cái folder này mục đích là để đẩy ra ngoài để chúng ta có thể sử dụng. Đó, thì nó .next luôn. Ok, deploy site. Đó, nó sẽ tiến hành deploy cho chúng ta. Đó, mình có thể xem đây luôn này. Rồi, nó đã báo chúng ta là site live, tức là trang của chúng ta đã sống. Thì quay lại đây nhá, thì cái trang của chúng ta đây, bấm vào đây. Đó, thì nó đã được deploy lên rồi. Ok. Rồi, ngoài ra thì nếu như các bạn muốn đổi cái tên miền hoặc là đổi cái đằng sau Netlify này thì bạn có thể sửa ở đây. Ví dụ như là TechMilly Blog. Đấy, .netlify.app save. Rồi, ok. Đấy, thì các bạn có thể vào đây. Đó, thì cái đường dẫn của chúng ta như này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là mapping với lại cái domain của bạn có nhé. Ví dụ như techmilly.com gì đấy chẳng hạn, hay là tên của bạn.com kiểu vậy. Thì cũng có thể tương đương, nó hỗ trợ ở chúng ta nhé. Đó, thì đây là cái cách deploy đơn giản nhất trên Netlify, chỉ mất có vài bước thôi đã hoàn thành rồi. Cái thứ hai mà chúng ta có thể deploy khá là nhanh nữa đó, chúng ta dùng Vercel. Thì các bạn vào vercel.com, chúng ta login tương tự thôi, vì mình sẽ login qua GitHub. Rồi ok, chúng ta sẽ có new project này, import cũng chọn repo tương ứng, add GitHub repo này. Rồi mình sẽ import của TechMilly install này. Ok, rồi nó có blog for dev import này, tương tự như vậy. Thì chúng ta có một cái là TechMilly
blog. Cái này là create team. Ok, bước đầu tiên là tạo create team này. Rồi, sau đấy đến project name thì tech melee blog chẳng hạn. Framework ở đây thì chúng ta chọn Next.js. Đây, build and comment output thì chúng ta sẽ chọn next build. Ok, mình deploy này. À, mình có thể xem nè. Rồi, nó đã báo chúng ta là chúc mừng deploy thành công. Chúng thì ở đây chúng ta có thể là một bấm vào đây để mà sang trang chúng ta này. Hai là go to dashboard để quay lại. Đó. Thì trang chúng ta đã được lên đây. Blog for dev Next.js contentful vercel.app. Đó, đây chúng ta có thể xem được overview này. Phần deployment này, đã deploy bao nhiêu lần rồi này. Phần phân tích này mất tiền, phần setting của project. Domain này, chúng ta có thể sửa domain là ví dụ như là techmelee.blog.sep này. Ok, đó. Thì bây giờ cái domain của chúng ta đã là techmelee.blog.vercel.app rồi. Đó, thì đây là hai cái cách mà chúng ta có thể deploy đơn giản nhất. Thì sau này mình có thể hướng dẫn mọi người deploy một số cái nền tảng phức tạp hơn một chút, ví dụ như chúng ta deploy lên VPS, ví dụ như Ocean hay là Virtual, hoặc là chúng ta sẽ deploy trên Amazon Web Service. Còn để mà nhanh nhất thì các bạn sẽ deploy qua Vercel và cái Netlify giống mình hướng dẫn vừa rồi. Nếu thấy hay, hãy like, share, subscribe cho TechMelee. Chào các bạn và hẹn gặp lại.